Phát biểu tại cuộc họp báo nhân kỷ niệm tròn 2 năm cầm quyền, Tổng thống Yoon Suk-yeol tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng thừa nhận rằng vẫn còn sự khác biệt giữa lập trường của người dân Hàn Quốc và Nhật Bản về lịch sử và các vấn đề khác. Cũng theo ông Yoon Suk-yeol, hai nước phải hợp tác trong việc đối phó với xu hướng phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và đảm bảo vai trò dẫn dắt trong cộng đồng toàn cầu. Quan hệ song phương Hàn Quốc-Nhật Bản đã cải thiện đáng kể từ khi Tổng thống Yoon Suk-yeol nhậm chức vào ngày 10 tháng 5 năm 2022. Trước đó, mối quan hệ đã xuống mức thấp nhất sau khi Tòa án Tối cao Hàn Quốc năm 2018 yêu cầu hai công ty Nhật Bản bồi thường cho các nguyên đơn Hàn Quốc về lao động cưỡng bức thời chiến.